Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, sách là kho tàng kiến thức vô tận. Nhờ đọc sách mà mọi người có thể nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, rút ra được kinh nghiệm sống, từ đó làm hành trang cho bản thân trong cuộc sống. Liên hoan kể chuyện theo sách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 với chủ đề Sách thắp sáng ước mơ tuổi thơ do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức. Tham dự liên hoan, 7 đội thi với hàng trăm thí sinh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở đến từ 7 huyện thị thành của tỉnh đã thể hiện tài năng của mình qua các câu chuyện kể bằng hình thức kết hợp giữa kể chuyện và minh họa bằng hoạt cảnh, video clip, hát, múa. Các đội thi đã giới thiệu đến liên hoan những câu chuyện sâu sắc về nội dung, sinh động về hình thức thể hiện và có tính giáo dục cao. Qua đó, các em đã làm sống dậy các nhân vật được đọc từ những trang sách. Liên hoan kể chuyện theo sách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023 có nhiều điểm mới hơn mỗi năm là các đội tuyển đều có sự đầu tư bài bản. Các tiết mục được chuẩn bị chu đáo, tập luyện công phu, từ việc chọn câu chuyện để kể, chuẩn bị các nội dung, hình thức minh họa rất sống động, phù hợp với cốt truyện, phục trang, đạo cụ sân khấu được đầu tư dàn dựng bài bản, nhiều sáng tạo. Đặc biệt ở phần thi kể chuyện, các em thí sinh rất tự tin thể hiện nội dung một cách truyền cảm, giọng kể mạch lạc, nhiều cảm xúc, phù hợp với từng nhân vật và hoàn cảnh của từng câu chuyện. Mỗi câu chuyện các em đều đưa ra bài học cho bản thân và mọi người để áp dụng, thực hành trong cuộc sống. Những câu chuyện mang đến liên hoan với nhiều màu sắc phong phú, đa dạng, có sự chọn lọc và mang tính giáo dục cao. Trong đó phải kể đến như Người mẹ đất thép, Gạt ma vòng tròn bất tử, Nước mắt ngây thơ, Cuộc đời của mẹ, Chị Võ Thị Sáu. Qua đây, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình cảm cha mẹ dành cho con, niềm tự hào dân tộc, những câu chuyện cổ tích đậm tính nhân văn. Trong đó, không ít đơn vị đã dàn dựng phần minh họa rất chân thật, các em học sinh biểu diễn xuất sắc, gây xúc động với người xem. Sau đây, em xin mời mọi người đến với câu chuyện Chiến thắng nỗi sợ hãi. Ở một vùng biển nọ, có hai mẹ con nhà chim sống cùng bầy đàn của mình, rất yên bình, hạnh phúc. Chim mẹ hàng ngày chăm chỉ kiếm mồi về mớm cho chim con. Chú chim con rất thích thú, mỗi ngày cứ ở trong tổ, đợi mẹ về là có thức ăn ngon. Hôm thì được một con tôm nhỏ, có hôm thì được một con cá con, béo nút nít. Điều mà chú chim non thích nhất là nằm trong vòng tay của mẹ và nghe tiếng ru véo von của mẹ. Nó không hề muốn rời khỏi cái tổ ấm áp đó. Đói thì há miệng thật to và kêu chíp chíp thì mẹ sẽ về ngay với thức ăn ngon. Em Đinh Nguyễn Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, huyện Châu Đức, đem đến hội thi câu chuyện Chiến thắng nỗi sợ hãi. Với lời kể ngọt ngào và phần minh họa sinh động, qua hình ảnh những chú chim non được sự bao bọc che chở của chim mẹ rất rụt rè nhút nhát. Khi chim mẹ tập cho chim non vượt qua những con sóng dữ, cách bắt mồi để nuôi lớn bản thân, chim non dần mới hiểu được những giá trị trong cuộc sống. Câu chuyện mang tính giáo dục cao về tình mẫu tử, cũng như con trẻ cần phải tự rèn luyện, nỗ lực để vượt qua biến cố nghịch cảnh, không trông chờ ỷ lại mới giúp mỗi người khôn lớn trưởng thành. Cảm xúc của con cảm thấy rất là vui vì mình có thể được thi cái cuộc thi này và đó là mơ ước. Con còn được học hỏi những điều hay từ mọi người nữa. Hy vọng là những cái cuộc thi này tiếp tục được tổ chức, có thể tham dự và tìm hiểu và học hỏi mọi người qua những câu chuyện. Đến với liên hoan, thí sinh của mỗi đội đều thể hiện một phong cách kể chuyện khác nhau. Tùy từng nội dung câu chuyện mà lời kể được nhấn nhá khi trầm khi bổng và rất nhập tâm vào nhân vật trong câu chuyện của mình. Một trong những câu chuyện kể tạo nhiều cảm xúc với người xem là Thánh Gióng do em Trần Huỳnh Như Ngọc thuộc đội Huy Long Điền thể hiện. Với chất giọng rõ ràng, truyền cảm, thông qua hình thức sân khấu hóa, Như Ngọc đã dẫn dắt người nghe về lại quang cảnh của vùng quê Sóc Sơn xưa với hình ảnh người mẹ bên mái nhà tranh, cùng cậu bé Gióng, Khôi Ngô được sự cưu mang giúp sức nuôi nấng của xóm làng. Khi nghe tin giặc Ân xâm lược bờ cõi, cậu bé Gióng bỗng chốc nói được, một mực đòi mẹ mời sứ giả vào để xin vua đi đánh giặc. Và cậu bé ăn thật nhiều, lớn nhanh như thổi, để có thể mặc áo giáp sắt, cầm gậy sắt, cưỡi ngựa sắt lên đường đánh tàn quân xâm lược, rồi bay về trời. Cả chi tiết bụi tre đằng ngà mà Gióng nhổ gian đường để đánh giặc khi gậy sắt gãy. Nhờ vào phần diễn xuất, vào vai của từng em tham gia sân khấu hóa, câu chuyện truyền thuyết bỗng chốc sống động, cảm xúc đến lạ thường. Dạ, con được minh họa trong câu chuyện Thánh Gióng. Con đóng giặc đi đánh với lại Thánh Gióng. Con rất là vui khi được tham gia chương trình. Huyện Long Điền tham dự hai câu chuyện kể. Một là câu chuyện Thánh Gióng và hai là câu chuyện chị Võ Thị Sáu. Đội tuyển của huyện Long Điền chọn hai câu chuyện này thì nó mang cái mục đích ý nghĩa đó là giáo dục cho các em thiếu nhi của huyện Long Điền, mang một cái thông điệp ở ngay tại địa phương để giáo dục cho các em lòng yêu nước, khơi dậy niềm đam mê và đặc biệt là biết học tập để noi theo gương anh hùng của đất nước Việt Nam mình. Các đội thi đã mang đến cho liên hoan một không khí vui tươi, đoàn kết với tinh thần giao lưu học hỏi giữa các trường học trong tỉnh. Và liên hoan cũng mang đến cho các bậc phụ huynh, các em học sinh của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu một hoạt động văn hóa đầy tính nhân văn và có tính giáo dục. Qua đây nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh trong việc đọc sách, học tập và làm theo sách, giúp các em biết trân trọng, gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống, trân trọng và biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, biết ơn các thế hệ đi trước đã chiến đấu hy sinh anh dũng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó tạo sự lan tỏa về các chuẩn mực, những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt đến các thế hệ học sinh. Qua liên hoan cũng phát hiện được nhiều tài năng kể chuyện, năng khiếu nghệ thuật là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong trường học và trong cộng đồng. Khi mà con được tham gia cái chương trình kể chuyện sách hè này thì con không những được kể mà con còn nghe được những câu chuyện hay và thú vị, đầy ý nghĩa từ những đội bạn đã đến từ nhiều nơi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là một điều làm con rất là vui. Chương trình này con cảm thấy là nó mang lại những ý nghĩa rất sâu sắc, ví dụ như là tạo một sân chơi vào hè cho các thiếu nhi từ cấp 1 đến cấp 2. Và ngoài ra là nơi để tụi con tỏa sáng và thể hiện tài năng của mình ạ. Phải nói rằng là sau nhiều năm tổ chức thì chúng tôi nhận thấy là năm nay là cái sự mức độ chuẩn bị tham dự của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có sự đầu tư rất là thích đáng, đua tài, ngoạn mục dành cho tất cả các thiếu nhi từ tỉnh nhà. Do đó là được sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, các anh chị phụ trách, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các thư viện của các địa phương thì là phải nói rằng là tạo ra được một sân chơi, cứ thấy là một sân chơi và chất lượng và phong trào của thiếu nhi năm nay. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 7 giải tập thể, trong đó giải A trao cho đội tuyển huyện Long Điền và giải B cho các đội còn lại. Liên hoan là dịp để thiếu nhi tỉnh nhà có dịp vui cùng sách sau những tháng ngày học tập căng thẳng, có cơ hội giao lưu học hỏi, phát huy tính năng động sáng tạo, thể hiện năng khiếu của mình khi diễn xuất trên sân khấu. Sau liên hoan, ban tổ chức còn có một không gian để các em giao lưu âm nhạc, tham gia các bài hát, điệu nhảy tập thể sôi động nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, mối quan hệ bạn bè. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.